Vâng, em chào các bác nha. Sáng nay em về được 3 con Kitty Gen bọc vàng toàn thân. Giá rất là tốt. Tất cả đều được canh chỉnh hoàn hảo hết rồi nha các bác. Canh chỉnh là leo dầu hết rồi. Đây là con Kitty Gen Highlight. Tất cả được bọc vàng 14k nha các bác, 14k. Đây các bác, trước tiên con này là em giao các bác là 4 triệu. Đấy, 4 triệu lý do con này trong mạch ở trong nó có một vài nốt ruồi nhỏ nhỏ nha các bác. Ruồi nguyên mọc nha, hai em về là nguyên mọc hết. Cái này các bác vệ sinh thì đưa thợ họ vệ sinh cho. Còn mấy nốt ruồi nhỏ nhỏ này có thấy không? Đấy. Đây là giá nó tốt là em để có 4 triệu cho con này, mà nếu mà mạch mà vệ sinh luôn á thì nó đắt hơn con này luôn nha. Ba con này đều size là hai con này là size 36 năm này, con này là size 36 này. Đấy. Đây là con Kitty Gen Highlight 25 chân kính nha. Bọc vàng toàn thân. Đây các bác. Bọc vàng 14k gold nha. Đây, em về những con này sưu tầm những con mà bọc vàng toàn thân để các mình chơi này. Con này em để các bác là 4 triệu nha. Bác họ lấy thì nhanh tay, chơi nghiêng mọc nha, đó thích chơi nghiêng mọc họ lấy con này. Còn về các bác có thợ thì nhờ họ thợ họ sẽ vệ sinh cái mạch cho. Là vệ sinh nó khoảng 200-300 vậy đấy. Nên em về về để giao các bác luôn nguyên mọc. Đấy, nước rất là đẹp luôn, nước vàng 14k nha các bác. Hàng Kitty Gen cơ tự động automatic hỗ trợ lên cốt tay luôn nha các bác. Các bác lên cốt tay và đeo lên tay là lên cơ automatic luôn nha. Bọc vàng toàn thân. Những dòng này độ mỏng nó mỏng, đeo lên tay đẹp lắm các bác. Size 36 năm nha. Mỏng khoảng 5 ly thôi. Con này em giao có 4 triệu nha. Để dài đeo được, không cần phải mình leo đâu á, tại vì để dài nó nguyên mọc rất đẹp luôn. Không có ảnh hưởng gì hết. 4 triệu bác có lấy nhanh tay nha. Đẹp xuất sắc luôn. Đây. 14k gold filler. Nguyên mọc. Quay rồi rất đẹp luôn, vẫn ươm. Kitty Gen Highlight Super. Máy dinh kính dinh tất cả họ chạy họ ngạo đã được leo dầu căn chỉnh hết rồi. Con này em để các bác là 4 triệu nha. 4 triệu bao gồm phí ship. Rồi con này là này. Con này là giá 5 triệu nha. Con này vàng hồng. Con này bọc vàng hồng 14k toàn thân. Con này là con dòng mà Dilusi khá là sang. 14k filler vàng hồng nha. Con này giá 5 triệu. Đẹp lắm. Nó len keng luôn các bác. Vàng hồng nhìn nó khá là thích mắt các bác. 14k gold nha. Trong những con này là em về là phải tìm những sang những con là bọc toàn thân để các bác mình chơi. Long lanh rồi, con này quá long lanh rồi nha. Con này giá 5 triệu nha. Là con đắt nhất là con này, con này là con cực kỳ hiếm, con này là con Kitty Gen thuyền buồm xuôi gió này các bác. Bên trong nó sẽ có một con thuyền rất là lớn. Đấy, thuyền buồm xuôi gió. Con này giá 5.800.000. Bọc vàng toàn thân 14k. Tới 80 micro. Đây. 14k 80 micro. Cái lượng vàng này các bác. Con này con Kitty Gen thuyền buồm xuôi gió nha. Long Jin cũng có thuyền buồm xuôi gió mà Kitty Gen cũng có nha các bác. Về đồ đẹp là keng hết. Nước bọc vàng sáng tròn. Hàng em hàng tuyển nha, con này là 5.800.000 nha các bác. Chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt chút đỉnh cho các bác nha. Giá thì em cân đối tốt nhất cho các bác rồi. Bác nào mình lấy con này 4 triệu này, con này ngon này. Về thì làm xiên thì mình ra vệ sinh, còn không để theo em để nguyên nha, mình xài luôn. Em để các bác 4 triệu bao ship, con này quá mới, xuất sắc, cái đích này các bác. Chơi nguyên mặt thì để như thế này mình đeo, đẹp hơn. Ba con này đều cơ automatic hết nha các bác. Hỗ trợ lên cốt tay luôn nha. Bên em chuyên đồng hồ cơ. À, chơi là chơi cơ hoặc đánh cắp thôi. Đến ba em, một em 4 này, một em 5 này, một em là 5.800.000 này. Có con thuyền buồm xuôi gió là đắt nhất thôi. Con chính giữa là 5 triệu nha các bác. Con này là con giống Dilusi, nó thiết kế rất là sang, vàng hồng. Con này là hai con vàng ta.
4 triệu, 5 triệu, 5 triệu 8. Bạn nào muốn sưu tầm hạng độc thì chơi con này, thiên bường suy gió. Còn có thích sự sang trọng thì con này. Để ngon bổ rẻ thì con này nha. Đấy. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Cọc tiền thì cọc khoảng triệu trở lên là em ship hàng nha. Còn máy thì em đã bao zin hết từ A tới Z, hoạt động chuẩn xác, chỉnh chu. Các bác có thể đeo và đi chơi, đi cà phê, cà pháo và đeo những con này, nó đẳng cấp xứng tầm rồi các. Nó xịn sò. Rồi thì em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại 0978338314 nha.